Hậu Hoàng hóa Trạng Hồng làm mắc ca Trạng Nguyên nhì ba. YouTuber kiêm vũ công Hậu Hoàng, tên thật Hoàng Thúy Hậu, vào vai Trạng Hồng là MC chính cho chương trình Trạng Nguyên nhí mùa thứ ba. Trong buổi họp báo giới thiệu chương trình truyền hình Trạng Nguyên nhí mùa thứ ba diễn ra chiều ngày 1 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh, Hậu Hoàng được giới thiệu là MC chính cố định cho chương trình. Cô hứa hẹn mang đến nhiều phần trò chuyện thú vị, hóm hỉnh cùng các thí sinh. Ngoài Trạng Hồng đồng hành cùng các thí sinh còn có Trạng Xanh Ra Trời, Trạng Vàng, Trạng Xanh Lá. Trong đó, Trạng Vàng là trợ lý cho Trạng Hồng, cố định trong mỗi tập. Hai Trạng còn lại đảm nhiệm vai trò đội trưởng của hai đội và được tuyển chọn qua vòng thử vai, thay đổi theo từng tập. Trạng Nguyên Nhí là chương trình truyền hình dành cho các em học sinh từ lớp 2 đến lớp 4 do ban sản xuất các chương trình giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam, VTV, thực hiện. Nếu ở hai mùa trước, mỗi tập của vòng loại là sân chơi của một trường tiểu học thì năm 2023, trường thi của Trạng Nguyên Nhí trở thành nơi gặp gỡ, giao lưu của những cặp bạn thân đến từ các ngôi trường, địa phương khác nhau. Ban tổ chức đã thực hiện vòng tuyển chọn online và phỏng vấn trực tiếp để chọn ra 18 đội tham gia. Mỗi đội gồm 6 thành viên chia đều ở 3 khối lớp, trong đó 2 bạn thân cùng lớp 2, 2 bạn thân cùng lớp 3 và 2 bạn thân cùng lớp 4. Theo chia sẻ từ ekip thực hiện chương trình, ý tưởng bạn và bạn thân của mình cùng đồng hành, hỗ trợ và có những lúc độc lập tác chiến, thì tài với nhau sẽ là điều bất ngờ, hấp dẫn nhất của luật chơi mới. Chương trình mùa 3 gồm 10 tập với 9 trận vòng loạt và 1 trận chung kết. Tất cả các trận được ghi hình tại thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi tập vòng loại là cuộc thi tài giữa 12 thành viên đến từ 2 trường tiểu học. Theo luật chơi mới, các phần thi hương, thi hội đều mang tính cá nhân để xác định điểm số cho từng sĩ tử. Trong khi cách xác định các sĩ tử bước vào vòng thi đình dựa vào tổng điểm của mỗi đội, nhà báo Lại Bắc Hải Đăng, phó trưởng ban sản xuất các chương trình giải trí VTV3 cho biết, chương trình khéo léo đưa các bạn nhỏ tiếp cận với những kiến thức hiện đại nhưng không xa rời tinh thần giáo dục của ông cha. Và những yếu tố như trường thi cổ, trò chơi dân gian hay những câu hỏi gắn với giá trị văn hóa, lịch sử luôn giúp các bạn nghĩ về, tò mò tìm hiểu, qua đó thấm dần những giá trị đáng quý của đất nước mình. Trạng Nguyên Nhí được phát sóng lúc 13 giờ thứ bảy hàng tuần trên VTV3, bắt đầu từ 87.